Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm 2021, nam mạng sanh năm 1978. Đông qua xuân tới, vận mệnh của mỗi người trong năm mới có những thay đổi nhất định. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm Tân Sửu 2021, nam mạng, để nắm bắt được vận trình tương lai của bản thân, chuyện tình duyên, tiền tài, sức khỏe, gia đạo, để từ đó chuẩn bị được tâm thế đón nhận và chuyển hóa thành hành động để gia tăng tài lộc, may mắn. Ngoài ra, quý bạn nam Mậu Ngọ sanh năm 1978 sẽ biết được tuổi hợp, tuổi kỵ với mình, màu sắc phù hợp và những tháng đại kiết trong năm thuận lợi để khởi sự làm ăn. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm Tân Sửu 2021, nam mạng sanh năm 1978. Mậu Ngọ, 44 tuổi, nam mạng, sanh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979, tướng tinh, con heo, con dòng xích đế, cô quạnh. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021, nam mạng. Mạng hỏa gặp năm thổ là sinh xuất, xấu, chủ về, hao tài, tốn của, sức khỏe kém. Sao thái âm tốt, may mắn phúc lộc tốt. Hạn diêm vương, bệnh đường máu huyết. Phận niên hầu thực quả tốt. Thiên can Mậu gặp tân, bình hòa thuận thành. Địa chi Ngọ gặp Sửu, lục hại, chủ về phá hoại, thương tật, khó khăn. Xuất hành ngày mùng 1 Tết, từ 11 giờ đến 15 giờ trưa tính theo giờ địa phương. Đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và đi về hướng tây nam để đón thủy thần. Xem tử vi Mậu Ngọ năm 2021, nam mạng về mặt sao hạn. Sao chiếu mạng, sao thái âm hay còn gọi là thủy tinh. Sao chiếu mệnh thái âm là một phúc tinh chủ về cuộc sống thuận lợi, gặp nhiều may và thường xuyên được bạn bè giúp đỡ, nhất là tiền bạc. Đặc biệt, sao này có ảnh hưởng tốt với nam giới. Nếu còn độc thân mà được sao thái âm chiếu mệnh thì sẽ tìm được kỳ duyên trùng phùng mà sớm thành gia thất. Tốt nhất là vào tháng 9 âm lịch. Thái âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành. Tháng 10, 11 hạn hành, tránh ai tháng ấy mới lành bản thân. Xem tử vi Mậu Ngọ sanh năm 1978, nam mạng vào năm 2021 về hạn tuổi. Hạn diêm vương, xấu. Diêm vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư. Đầu năm khấn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Giải nghĩa. Gặp hạn diêm vương có ảnh hưởng tiêu cực tới tiền bạc và gia đạo của đương số, khiến cho tiền của mất mát, gia đình bất hòa. Về mặt tích cực, hạn này mang lại nhiều năng lượng tốt cho kinh doanh, buôn bán, nên nếu mưu cầu làm ăn hay buôn bán trong năm này, ắt sẽ có lộc, có tài. Xem tử vi Mậu Ngọ nam mạng năm 2021 về tứ trụ. Thiên tổn, địa lợi, có bản lĩnh vững vàng trong mọi mặt cuộc sống. Nhưng chuyện tài chính không mấy suôn sẻ, tiền bạc hao tán, làm ăn thì không được thuận lợi. Những dự định và kế hoạch đặt ra thường bị người khác cản trở, chống phá. Do suy nghĩ nhiều mà sinh ra ốm đau, bệnh tật, lâu khỏi. Xem tử vi năm 2021 tuổi Mậu Ngọ nam mạng về vận niên. Hầu thực quả, vận niên hầu thực hỏa. Báo hiệu một năm may mắn và suôn sẻ, đặc biệt những công việc gặp khúc mắc trước đó cũng có cơ hội được giải quyết triệt để.
con đường công danh thuận lợi như gồng gặp mây. Dù có kẻ ghen tị cản trở thì cũng không ảnh hưởng, kinh doanh, buôn bán hay khoa bản đều được như ý. Chú ý chuyện tình cảm, có thể gặp cảnh ghen tuông, nghi kỵ, tốt nhất nên giữ thân và sống chung thủy. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2021 về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Mậu Ngọ nên dùng màu xanh để tăng cường tài lộc, tiền bạc của bản thân. Không nên dùng màu đỏ, màu vàng, màu nâu, chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Kết luận về mặt sao hạn. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng cho thấy quý anh trong năm nay về công việc làm ăn tuy có sự mở mang ra nhiều nhưng cũng có sự tiêu pha và hao tán nhiều tiền bạc. Luận tử vi Mậu Ngọ nam mạng năm 2021 về sao chiếu theo năm. Tại cung tiểu vận có các sao: lưu niên văn tinh, suy, trực phù, đại hao, phải tiêu pha và chi tiêu nhiều tiền bạc vì lý do sức khỏe hay làm ăn. Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng tại cung xung chiếu có các sao: thiên trù, đào hoa, thiên việt, nguyệt đức, dưỡng, tử phủ, tiểu hao. Đây là bộ sao chi tiêu nhiều tiền bạc để phục vụ công việc làm ăn khi ra ngoài gặp được người tốt giúp đỡ. Tại cung nhị hợp có các sao: thái tuế, hoa cái, phá tối, đế vượng. Đây là bộ sao về tâm linh diễn ra nhiều sự cúng tế, nhưng cần chú ý trong làm ăn có người phá hoại. Tại cung tam hợp có các sao: thiếu âm, thiên la, mộc dục, tuần, triệt, long đức, thiên hỷ, đà la, tuyệt. Đây là bộ sao chủ về nhận tin vui trong gia đình hay có tin vui từ anh em, bạn bè. Kết luận: tử vi nam Mậu Ngọ vào năm 2021 có nhiều cơ hội trong công việc làm ăn nhưng lại không mấy may mắn. Tuy nhiên, ngoài ra gặp được quý nhân giúp đỡ nhưng năm nay lại tiêu pha nhiều hay hao tán nhiều tiền bạc. Về sức khỏe, quý anh tuổi Mậu Ngọ không được tốt lắm, cần chú ý đường tiêu hóa và dạ dày. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng. Về phương diện công việc ngoại giao, đường ngoại giao năm nay của quý anh khá hanh thông, rực rỡ nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nên chú ý trong giao tiếp để tránh điều tiếng thị phi không tốt. Về phương diện tài chính, trong năm Tân Sửu 2021, quý anh chi tiêu nhiều vào việc làm ăn, nguồn tài chính hay bị thất thoát nhiều, dù tiêu pha nhiều trong công việc nhưng nguồn vốn không thu hồi lại được. Về phương diện gia đạo, chuyện gia đạo tình cảm gia đình bình thường, ổn định nhưng thỉnh thoảng vì chuyện nhỏ nhặt mà sinh ra bất đồng, cãi vã, gia đình mất hòa khí. Thành viên trong nhà vì cãi vã mà giận nhau. Về phương diện sức khỏe, năm Tân Sửu quý anh tuổi Mậu Ngọ sức khỏe không được tốt, dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và ốm đau thì lâu khỏi, nên chú ý trong việc ăn uống và bảo vệ sức khỏe phòng tránh bệnh tật. Kết luận: công việc làm ăn của quý anh trong năm Tân Sửu 2021 có mở mang thêm nhiều khởi sắc mới, nhưng không may mắn nhận được nhiều lợi nhuận tiền bạc như mong đợi. Sức khỏe không tốt, chuyện tiền bạc trong cuộc sống cũng không may mắn, hoan hỷ. Phương pháp giải hạn tử vi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng. Cúng sao giải hạn. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch, và nên cúng vào lúc 19 giờ đến 21 giờ. Thắp 7 ngọn đèn lại về hướng Tây làm lễ, bài vị dùng giấy vàng và ghi: Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh Quân, rồi khấn:
cung thỉnh thiên đình kết lâu cung đại thánh Tổ Diệu Nguyệt Phu Thái Âm Tinh Quân vị tiền. Thái Âm củ kiến thập nhất ác, không đao cũng mạc cờ bạc đánh thua, 26 lễ vật sắm mua, đèn đốt bảy ngọn lại đùa hướng Tây. Hóa giải hạn năm 2021 bằng tuổi hợp. Trong năm Tân Sửu, tuổi Mậu Ngọ Quý Anh chỉ hợp với người sinh năm 1989 và người sinh năm 1958. Đây là hai tuổi mang lại cho Quý Anh nhiều may mắn. Trong năm Tân Sửu, tuổi đặc biệt kỵ đó là tuổi sinh năm 1984 và tuổi sinh năm 1992. Đây là hai tuổi không tốt cho Quý Anh nhưng cũng mang lại nhiều sự buồn phiền tới. Tháng tốt, tháng xấu đối với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng 6 là tháng 4 và tháng 11 âm lịch. Đây là hai tháng đặc biệt xấu chủ về thị phi, chuyện buồn phiền xảy đến. Còn về tháng tốt, đó là tháng 3 và tháng 10 âm lịch. Đây là hai tháng mang lại lộc lớn, rất thuận lợi để khởi sự kinh doanh hay thực hiện mọi kế hoạch dễ dàng thành công như mong đợi. Luận tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng theo từng tháng. Vào mùa xuân, tháng 1, đầu năm Quý Anh hao tốn nhiều tiền bạc, chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Chuyện công việc làm ăn không được suôn sẻ, thuận lợi. Tháng 2, tháng này Quý Anh sẽ có sự mở mang và thuận lợi trong phát triển công việc của mình, nhưng cần lưu tâm có người phá hoại trong công việc. Tháng 3, Quý Anh gặp được quý nhân tương trợ, giúp đỡ nên nguồn tài chính được hanh thông, gặp nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc và cuộc sống. Vào mùa hạ, tháng 4, công việc kinh doanh làm ăn tương đối ổn định, bình thường nhưng lưu ý có thành viên cao tuổi trong gia đình có bệnh đau ốm. Tháng 5, trong tháng này, công việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều trở ngại, khi gặp bất lợi, Quý Anh không nên đầu tư mạo hiểm, sẽ có nhiều rủi ro trong kinh doanh. Tháng 6, gặp chuyện dữ cũng hóa lành, gặp hung mà hóa cát, vì tháng này được hưởng phúc phần của tổ tiên ông bà. Vào mùa thu, tháng 7, tháng có lộc, được ăn ngon, ăn nhiều, kết giao được nhiều bằng hữu, thêm nhiều mối làm ăn có lợi trong công việc. Tháng 8, mắc bệnh về đường tiêu hóa, tê thấp nhức mỏi, tiền bạc tiêu pha nhiều nên chú ý đường tiêu hóa kém. Tháng 9, tháng này tuổi Mậu Ngọ có sự thay đổi trong công việc làm ăn, nên chú ý trong lời ăn tiếng nói, tránh bị thị phi, điều tiếng cản trở sự nghiệp. Vào mùa đông, tháng 10, chuyện gia đạo nhận được tin vui từ hỷ tính của gia đình, thêm nữa có lộc do người khác đưa tới. Tháng 11, gia đình không được thuận hòa, các thành viên đôi khi xung khắc lẫn nhau, chuyện làm ăn gặp bất lợi nhiều, về tiền bạc không may mắn. Tháng chạp, dễ mất mát của cải tiền bạc trong tháng 12 này, Quý Anh ra ngoài chú ý xe cộ nên đi lại cẩn thận để đề phòng bất trắc. Qua những luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng, chúng tôi hy vọng Quý Anh đã nắm bắt được tài lộc vận hạn của bản thân mình trong năm Tân Sửu 2021. Xin khẳng định và tự hào vì đã mang đến cho Quý Anh nội dung tử vi năm 2021. Kính chúc Quý Anh và gia đình có một năm 2021 bình an, may mắn. Xin cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, vào năm Tân Sửu 2021 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh, vẫn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất.
Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.